Chào mừng quý vị khán giả đến với phần tiếp theo của câu chuyện Rừng Thiên Đất Độc nhé. Thì ở phần trước, nhờ con khỉ âm dương của Tài Chín Cân mà chúng tôi đã tìm được một nguồn nước ở sâu bên trong biển rừng. Nhìn sơ qua, con suối này cực kỳ là ma mị, không tốt cho việc cắm cọc ở đây. Nhưng mà vì hết cách nên chúng tôi đành phải dựng lều ở cạnh con suối này. Sau khi dựng lều xong thì chúng tôi bắt đầu đi kiếm đồ ăn. Nhưng mà vì kiếm được đồ ăn cực kỳ là bội thu trong ngày hôm đấy, cho nên chúng tôi cực kỳ là vui vẻ mà lại chủ quan. Anh X, người dẫn đoàn của tụi tôi, đã quên buộc dây chỉ đỏ cho từng người trước khi đi ngủ. Và cái giá phải trả cho sự chủ quan này là gì thì các bạn hãy lắng nghe tiếp phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Sau khi ăn uống no say, cả đám mệnh ai người đến ngủ, nằm chồng chéo lên nhau, vì ông Chín dành hết 1/2 cái lều rồi. Con Miêu thì tối nó cũng phi về lều của ông Chín, chứ không ngủ với tụi tôi. Thì đêm đó tôi lại bắt đầu nằm mơ thấy con A. Nhận thức trong mơ, tôi biết rõ con A đã bị trộm mất vía, nên là trong mơ tôi có đề phòng chứ không dễ bị dụ. Một phần là do tôi bị nặng vía. Tôi mơ gặp con A trong rừng, nó bảo với tôi: "Mày vào đây kéo tao ra với, tao lạnh quá, tụi nó bắt lại không cho tao đi." Tôi mới hỏi lại: "Thế ai bắt mày?" Nó đáp: "Cái đám ma chơi ở cái cây mà đêm hôm đó tụi bay đưa tao lên đó. Vì nó sợ tụi bay biết chuyện nên nó chỉ trộm ba vía của tao thôi. Bây giờ vòng lại cứu tao với, nó sắp nộp mạng tao cho con quỷ dân tộc rồi." Tôi lúc đó chết đứng rồi mới nói: "Để tao nói với anh ích quay lại cứu mày nha." Con A mới nói: "Thằng C ấy, chắc nó cũng không qua nổi đâu, mày nhớ để ý nó nhé." Xong con A khóc lớn lên rồi thét lên: Tụi nó về rồi, mày nhớ quay lại cứu tao nha, nếu không thì cả đám tụi mày phải bỏ mạng lại đây với tao đấy." Rồi tự nhiên tôi lại nghe thấy tiếng người nói xì xào, đùa giỡn, chửi bới, cứ như là cái chợ vậy á. Rồi bỗng nhiên giật mình khi nghe thấy tiếng thằng C bắt đầu la lên: "A Giật cả mình, cả đám tỉnh giấc thì tụi tôi như chết đứng. Lúc này thằng C bị một đống bùi nhùi màu đen kéo về hướng cái suối. Lúc mà tụi tôi kịp nhận thức thì thằng C bị kéo ra khỏi lều mất rồi. Anh X lúc này bật dậy phi theo, tụi tôi cũng chạy theo, nhưng chỉ có con Mai và con Trang ở lại giữ con A ở trong lều. Khi chạy ra tôi mới để ý cái đoạn đường mà thằng C bị kéo đi rất là ướt, cộng với nhớt nhớt giống như ốc sên bò, giống như cái nhớt nhớt ở trên mấy cục đá ở dưới suối. Còn Lưu Huỳnh thì bị nước nhờn của con quỷ đó đẩy trôi đi, còn dây chỉ đỏ cũng bị đứt. Vì lều cách suối có tận 10 mét, lúc đó tụi tôi ra thì thằng C bị kéo xuống nước mất rồi. Anh X không nói gì, cởi áo ra định phi xuống, thì lúc này sau lưng anh X là một chuỗi hình xăm gồm hình bát quái ngay sống cổ. Phía dưới là trải dài 6 lá bùa chia làm 2 hàng, mỗi hàng có 3 lá. Bùa này không phải là lá bùa mà anh X thường vẽ, nhìn rất là tà. Sau này hỏi ra mới biết đó là bùa lỗ ban. Mà tại sao Mao Sơn lại săn bùa lỗ ban thì tập sau tôi sẽ giải thích rõ hơn. Bùa này thì được vẽ bằng máu đỏ. Khi anh X định nhảy xuống thì ông Chín cũng chạy ra, con Miêu thì núp sau lưng ông Chín. Ra tới, ông Chín la lên rồi quăng ra cho anh X 2 món đồ. Anh X đeo vào điểm máu, thì 2 món mà anh X nhận được ấy là một đoạn dây thừng anh X đeo vào vai giống như mấy người leo núi vậy á. Cái thứ hai là một con dao, cái cán dao thì hình con rồng, ở giữa nó có hình bát quái. Lúc này anh X nhận được rồi cắn tay nhỏ máu vào hình bát quái trên con dao. Lúc bát quái xoay lại vòng tròn cứ như là ổ khóa mà để chìa khóa vào vẽ, rồi màu vàng của bát quái bắt đầu sáng lên. Anh X nhảy tụm xuống suối, còn ông Chín cũng cắn tay rồi chấm máu vào đầu sợi dây thừng, xong rồi níu lại. Lúc này trời bắt đầu tối đen như mực, tụi tôi mới quay lại lều lấy đèn ra soi. Thằng Bình thì chạy vào lấy đèn, còn tôi, thằng Nam, thằng T ở lại giúp ông Chín kéo cái sợi dây. Ông Chín mới kêu là: "Tụi mày giữ chặt", rồi tiếp tục nhỏ máu vào đầu sợi dây.
sợi dây lúc này bắt đầu phát sáng lên màu đỏ. Ánh sáng chảy dài từ đầu sợi dây đến xuống phía của anh X, cứ như là máu đang chảy xuống vậy đó. Đến khi sáng cả sợi dây rồi thì ông Chín mới lấy một ngọn nến. Ông đưa tay lên trán rồi nhẩm chú, rồi chĩa tay vào ngọn nến thì nến lúc này bắt đầu bùng cháy lên. Xong rồi ông lấy ra ba lá bùa, ông nhẩm nhẩm một cái gì đó rồi đốt ba lá bùa đi. Sau ông kêu tụi tôi giữ dây thừng cho thật chắc, đừng lại gần suối quá. Tụi tôi đứng cách suối tầm 2,5 mét. Lúc này dây thừng tự nhiên nóng lắm, tụi tôi bắt đầu vén áo lên rồi vắt lên dây thừng cho đỡ nóng. Ông Chín mới lấy bên trong ra một bình rượu cùng với cây nến rồi đi xuống suối. Ông ngậm rượu vào mồm rồi thổi vào nến. Mọi người cứ tưởng tượng giống như cái tụi đường phố hay biểu diễn thổi lửa vậy. Nhưng khác ở chỗ ông Chín thổi một hơi rất là dài, lửa tóe ra sáng cả khu. Lúc này thằng kia mới cầm đèn pin ra thì cũng đâu còn tác dụng đâu. Cả quá trình ông Chín phun đúng 3 hơi thì sáng lên, tụi tôi mới thấy anh X đang vật lộn với đống bùi nhùi màu đen. Cái đó nhìn giống y như con người, chỉ khác là nó không có tóc và mắt nó có màu xanh dương. Đặc biệt là vành tai của nó cực kỳ là lớn, chắc to ngang cái đầu của tụi tôi ấy. Còn thằng C thì đang nổi lênh bênh trên mặt nước. Cả cái đám tụi tôi không ai dám phi xuống vì cực kỳ sợ. Xong phần anh X thì chiến đấu ngang ngửa với cái con quái đó. Con quái đó thì sợ cái con dao của thầy Chín nên là không tấn công anh X được. Tụi tôi tưởng là có hy vọng, nhưng lúc này dây thừng bắt đầu tối màu đi. Tụi tôi mới la lên: ông Chín ơi, bơm thêm máu, dây sắp hết sáng rồi. Ông Chín mới bấm tay nhẩm nhẩm rồi quát: kéo lên nhanh. Thằng T mới la lên: còn thằng C chưa cứu được mà ông Chín. Ông Chín mới bảo: kệ nó, nếu như chúng mày muốn chết cả đám thì chúng mày cứ đứng đấy. Tụi tôi sợ quá nên là kéo hết cỡ, dùng hết sức bình sinh mà kéo như trâu. Anh X đang thắng thế thì bị giật ngược trở lại, ông Chín cũng tắt lửa. Lúc này tụi tôi kéo anh X vào bờ xong rồi thì anh X mới quay ra quát nạt tụi tôi: sao tụi mày kéo anh lên, sắp cứu được thằng C rồi mà. Ông Chín mới quát: dây hết máu rồi, mày muốn chết thì ở dưới cứ ở lại. Xong tụi tôi nhìn ra kia thì tối đen như mực, kêu tên thằng C thì cũng không thấy nó trả lời nữa. Lúc này thằng mình mới gọi đèn ra thì mới kinh hoàng: con quỷ đó đang nhìn tụi tôi. Nó chồi cái đầu lên khỏi mặt nước, vẻ mặt nó như đang thách thức tụi tôi. Kế bên là thằng C, rồi nó kéo thằng C xuống cái lỗ giữa suối. Người anh X lúc này nhớt nhớt, anh bảo con quỷ suối này người nhớt lắm, anh không bấu vào nó được. Anh chia có nhìn qua thằng C thì anh thấy thằng C bị nó cắn đứt mất một tay rồi. Tôi sẽ giải thích thêm vì sao ông Chín không bơm thêm máu. Cái lúc bà bấm tay ấy, bấm ra số thằng C tận rồi thì lúc này thằng anh X đang ở dưới lãnh thổ của con suối quái nữa, nên là huyết hỏa di tơ thuật, cái thuật mà truyền máu lúc nãy thì cũng hết tác dụng rồi. Tôi nói thêm về phần này nhé. Các thuật pháp của cái Mao Sơn ấy chỉ dùng được một lần và trong khoảng thời gian rất là định, chứ không phải như trong phim mà tung skill liên tục đâu. Thi triển xong thì phải nghỉ ngơi vài ngày mới dùng được thuật đó nữa. Với lại cộng thêm đang ở dưới nước nên là bắt buộc phải kéo anh X lên và bỏ thằng C lại. Lúc này tôi mới quay qua hỏi ông Chín: thằng C giờ sao rồi ông Chín ơi? Ông Chín quay qua trợn mắt táng cho anh X một cái thật mạnh rồi quát lên. Ông Chín quát bằng một cái giọng tiếng Trung nghe không hiểu gì, rồi ông quay mặt đi về phía cái lều kệ thằng C. Em mới hỏi anh X: ông nói gì vậy? Thì anh X mới bảo: sư phụ của thầy Chín nhập về chửi thầy, thầy trò chúng mày lại một người một mạng nữa. Lúc này tụi tôi mới đứng hình hỏi anh X: giờ thằng C sao rồi anh? Anh X nói: thằng C chết rồi em ạ, ở đây có suối quái. Thằng T mới chửi: má, suối quái là cái gì vậy anh? Anh X nói: thì ở sông thì có thủy quái, thì ở suối cũng có suối quái thôi.
Anh nói thêm, do lúc trước khi ngủ, anh quên đeo chỉ đỏ cho cả đám, cộng thêm thằng C, nó đang yếu dương khí nữa, nên là nó bị con xui quái kéo xuống. Thật ra ấy, thì cái sợi chỉ đỏ ấy, nó rất là quan trọng. Khi buộc vào 9 người ấy, thì hồn của 9 người sẽ được buộc lại với nhau. Nghĩa là một người chết thì 8 người còn lại cũng đi luôn. Nhưng cũng có nghĩa là con quỷ kéo thì nó phải kéo một lúc 9 người chứ không phải một người. Bởi vậy con A đêm hôm đó không bị kéo đi xa là như vậy đó. Xong rồi thì cả đám cũng quay về lều. Vừa đi tôi vừa hỏi anh X có cúng gì cho thằng C không. Thì anh X nói, thằng C nó bị bắt cả người lẫn hồn rồi em ạ. Cúng thì con suối khoái kia nhận được, chứ thằng C nó không nhận được đâu. Giờ thì chỉ có cách kéo hồn thằng C lên hoặc là bỏ lại đây luôn. Mà để kéo hồn thằng C lên ấy, thì chỉ có thầy anh mới làm được thôi. Mà muốn câu hồn thằng C ấy, thì lại phải giết được cái con quái này cơ. Để mai anh hỏi thầy anh xem. Anh xin lỗi tụi em nhé. Tới lèo thì ông Chín vẫn đống đô ở bên lèo bên kia. Tụi tôi mới kể lại cho con Mai và con Trang nghe. Thì hai đứa nó khóc lên. Thì tự nhiên con A nó cũng bật khóc theo. Trông rất là sợ. Tôi còn tưởng là nó bị nhập thêm một lần nữa. Thì anh ích bảo, một phần thần tính của con A nó vẫn còn, nên là nó khóc thương tiếc cho thằng C ấy mà. 3 giờ rồi, tụi em khóc một lúc rồi, thôi đi ngủ đi. Do vừa xảy ra chuyện nên là tôi cũng quên kể lại việc mơ gặp con A. Chờ sáng mai hỏi ông Chín xem cứu được hồn thằng C không. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cái người mà dân ta hay truyền miệng là ma gia, mà nguồn gốc thật của thầy Chín Cân. Và phần này cũng đến đây là kết thúc nha các bạn nhé. Các bạn muốn lắng nghe phần tiếp theo có gì hấp dẫn thì các bạn đừng quên bấm like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh giúp mình để lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện nhé. Còn phần này mình xin dừng tại đây. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người nghe câu chuyện thật là vui vẻ.